Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Hai trăm quân nhân Nga bị loại khỏi vòng chiến trên bãi biển Ukraine bằng một cú HIMARS duy nhất. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề HIMARS kills 200 Russian troops on Ukraine beach, nghĩa là 200 quân nhân Nga bị loại khỏi vòng chiến trên bãi biển Ukraine bằng một cú HIMARS. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Quân đội Ukraine báo cáo rằng một cuộc tấn công của hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao gọi tắt là HIMARS từ lực lượng của họ gần đây đã hạ gục một số lượng lớn binh lính Nga trên một bãi biển ở vùng Kherson bị tạm chiếm. Các phương tiện truyền thông Ukraine như Euromaidan Press cho biết khoảng 200 lính Nga đã thiệt mạng trong vụ tấn công, nhưng Newsweek không thể xác minh độc lập con số đó. Cuộc tấn công vào các trại huấn luyện của Nga xảy ra trên đảo Zahirak của Kherson ở Hắc Hải. Quân đội Ukraine đã đăng đoạn phim về vụ việc lên mạng, nhưng không cung cấp thời gian xảy ra. Trung tâm kháng chiến quốc gia hoạt động dưới sự chỉ đạo của lực lượng hoạt động đặc biệt của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết rằng thông tin được cung cấp bởi các nguồn ngầm đã dẫn đến cuộc tấn công. Nhờ thông tin được cung cấp bởi lực lượng ngầm trong lãnh thổ tạm thời bị tạm chiếm, hàng trăm kẻ xâm lược và thiết bị của đối phương đã bị tiêu diệt, Trung tâm kháng chiến quốc gia viết theo bản dịch của Kyiv Post. Đoạn phim do Ukraine đăng tải được quay bằng máy bay không người lái và cho thấy một đơn vị lớn của quân đội Nga trên bờ biển của hòn đảo. Một vụ nổ lớn sau đó được nhìn thấy trước khi video kết thúc. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn ở Washington DC đã viết trong một đánh giá ngày 23 tháng 7 về cuộc chiến Ukraine rằng quân đội Nga gần đây đã thiết lập các trại trên Harirak để được sử dụng bởi các đơn vị xuống cấp từ các khu vực khác nhau của mặt trận đến Kherson để phục hồi và đào tạo. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để bình luận. HIMARS mà Hoa Kỳ đã cung cấp cho các lực lượng của Ukraine là vũ khí quan trọng của Ukraine trong cuộc chiến chống lại người Nga xâm lược, và Kyiv thường xuyên chia sẻ các đoạn video về hoạt động của các hệ thống này. Trong một video như vậy, được Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải vào ngày 3 tháng 7, có thể thấy các hỏa tiễn từ HIMARS đã phá hủy nhiều bệ phóng hỏa tiễn và pháo của Nga. Đoạn clip đó có hình ảnh trên không, cho thấy HIMARS đã cố tình hạ gục ít nhất 3 hệ thống phóng hỏa tiễn BM-21 Grad của Nga, một khẩu lựu pháo Mestabi và một khẩu pháo 2S7 Pion. Newsweek đã có thể xác minh độc lập nội dung của video. Trong một sự việc hồi tháng 6 đã gây xôn xao dư luận quốc tế, một lực lượng binh sĩ Nga không xác định đã thiệt mạng do một cuộc tấn công HIMARS của Ukraine, trong khi chờ chỉ huy của họ đọc một bài phát biểu động viên. Vụ việc đã dẫn đến sự chỉ trích nặng nề đối với các quan chức Nga bởi các blogger quân sự ủng hộ Điện Cẩm Linh. Cuộc tấn công cường tập bằng máy bay không người lái vào Kyiv. Kyiv đã tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái qua đêm. Sáng sớm thứ Năm là lần thứ 8 liên tiếp Nga tấn công vào thủ đô Kyiv. Thượng tướng Serhiy Popko, thống đốc biệt khu thủ đô Kyiv cho biết 8 cuộc tấn công liên tiếp bằng máy bay không người lái Shahed vào Kyiv. Và một lần nữa, giống như ngày hôm qua, đó là một cuộc tấn công lớn. Các lực lượng và phương tiện phòng không trên đường tiếp cận Kyiv đã phát hiện và tiêu diệt gần một chục mục tiêu trên không. Theo thông tin tại thời điểm này, không có nạn nhân hoặc thiệt hại nào ở thủ đô. Báo động không khí mới nhất này ở thủ đô kéo dài đúng 3 giờ. Nó trở thành lần thứ 820 đối với Kyiv kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tất cả 15 máy bay không người lái được phóng trong đêm. Suspine, đài truyền hình nhà nước của Ukraine, trích dẫn lực lượng không quân của nước này,
báo cáo rằng vào ban đêm, lực lượng phòng không đã bắn hạ tất cả 15 máy bay không người lái Shahed mà Liên bang Nga thả xuống Ukraine. Tình hình chiến sự tại Ukraine. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều thứ Năm mùng 3 tháng 8, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết khoảng 33 cuộc đụng độ đã diễn ra giữa lực lượng phòng vệ Ukraine và quân xâm lược Nga trong ngày thứ Tư mùng 2 tháng 8. Chiến dịch tấn công của Ukraine ở khu vực Melitopol và Berdyansk đang diễn ra. Quân phòng thủ Ukraine cố thủ trên các tuyến đã đạt được và thực hiện các biện pháp tấn công về phía trước. Trong suốt cả ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành 10 cuộc tấn công vào đối phương, trong đó có 9 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung binh lính, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương và một cuộc tấn công vào hệ thống hỏa tiễn phòng không. Các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh Ukraine bắn trúng 20 khẩu pháo, một trạm radar, hai sở chỉ huy, khu vực tập trung vũ khí và thiết bị quân sự, hệ thống phòng không, khu vực tập trung nhân sự và hai kho đạn của quân đội Nga. Trong ngày, quân đội Nga đã thực hiện 5 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn, 86 cuộc không kích, cũng như 36 cuộc tấn công bằng hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt vào các vị trí của lực lượng Ukraine và các khu vực đông dân cư. Thứ trưởng Hanna Malia nhận định rằng quân Nga đang trong tình trạng mệt mỏi vì đã hơn 6 tháng không được luân chuyển quân. Đối phương chủ yếu bỏ chạy để lại nhiều hệ thống pháo. Tuy nhiên, khó khăn là mìn bẫy rất nhiều và cỏ mọc rất cao sau một thời gian không canh tác. Cỏ cao có thể giúp các binh sĩ Ukraine ẩn nấp, nhưng nó cũng giúp đối phương ẩn nấp và bộ binh rất khó tiến lên. Trong 24 giờ qua, 620 lính Nga đã bị loại khỏi vòng chiến cùng với 7 chiếc xe tăng, 21 xe thiết giáp, 26 hệ thống pháo, 4 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 2 hệ thống phòng không, 35 máy bay không người lái và 23 xe chuyển quân và nhiên liệu. Tính chung từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến mùng 3 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 247.850 quân xâm lược Nga. Tổn thất của quân xâm lược còn bao gồm 4.224 xe tăng, 8.234 xe thiết giáp, 4.892 hệ thống pháo, 704 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 465 hệ thống phòng không, 315 chiến đấu cơ, 311 máy bay trực thăng, 4.077 máy bay không người lái, 1.347 hỏa tiễn hành trình, 18 tàu chiến, 7.372 xe chuyển quân và nhiên liệu và 721 đơn vị thiết bị chuyên dụng. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh. Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết các yếu tố thiên nhiên đang góp phần làm chậm lại cuộc phản công của quân Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thảo Ly. Cỏ mọc lại trên khắp các chiến trường ở miền nam Ukraine có thể là một yếu tố góp phần vào tiến trình giao tranh nhìn chung đang diễn ra chậm chạp trong khu vực. Phần đất canh tác chủ yếu trong khu vực chiến sự hiện đã bị bỏ hoang trong 18 tháng, với sự quay trở lại của cỏ dại và cây bụi đang tăng tốc trong điều kiện mùa hè ấm áp và ẩm ướt. Lớp vỏ bọc bổ sung này giúp ngụy trang cho các vị trí phòng thủ của Nga và khiến các bãi mìn phòng thủ khó ra khá hơn. Mặc dù bụi rậm cũng có thể tạo ra vỏ bọc cho các cuộc tấn công lén lút nhỏ của bộ binh, nhưng hiệu quả cuối cùng là khiến cả hai bên khó đạt được tiến bộ hơn. Thống đốc khu vực cho biết dân thường và nhân viên cấp cứu bị thương sau cuộc tấn công vào nhà thờ Kherson. 3 thường dân và 4 nhân viên dịch vụ khẩn cấp đã bị thương trong một cuộc tấn công của Nga vào Kherson, theo đài truyền hình nhà nước Ukraine. Thống đốc khu vực Oleksandr Brokudin cho biết quân đội Nga đã nổ súng vào một nhà thờ ở trung tâm Kherson. 3 người đang đi trên một chiếc xe đẩy ngang qua nhà thờ đã bị thương và phải nhập viện. Trong quá trình dập tắt đám cháy phát sinh do pháo kích vào nhà thờ, một cuộc tấn công thứ hai đã diễn ra.
4 nhân viên cấp cứu đang dập lửa đã bị thương và phải khẩn cấp đưa vào bệnh viện. Đây là lần thứ hai trong vòng nửa tháng qua, Nga đã cố ý tấn công vào các nhà thờ ở miền nam Ukraine. Tưởng cũng nên nhắc lại là hôm 23 tháng 7, Nga đã tấn công vào nhà thờ chính tòa Chúa Hiển Dung ở thành phố Odessa. Nga đã dành nhiều tháng để chuẩn bị phòng thủ và đặt nhiều bãi mìn. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, nói với đài truyền hình quốc gia UN hôm thứ Tư rằng các lực lượng Nga có nhiều thời gian trong nhiều tháng xâm lược để chuẩn bị phòng thủ và đặt nhiều bãi mìn. Ông nói với đài truyền hình quốc gia, đối phương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho những sự kiện này. Số lượng mìn trên lãnh thổ mà quân đội chúng tôi đã chiếm lại là vô cùng lớn. Trung bình có 3, 4, 5 quả mìn trên 1 mét vuông. Danilov nhắc lại lời khẳng định của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng những tiến bộ mặc dù chậm hơn so với kỳ vọng nhưng không thể vội vàng khi tính mạng con người đang bị đe dọa. Không ai có thể đặt thời hạn cho chúng ta, ngoại trừ chính chúng ta. Không có lịch trình cố định, ông nói. Tôi chưa bao giờ sử dụng thuật ngữ phản công. Có những hoạt động quân sự và chúng phức tạp, khó khăn và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các lực lượng của Nga đã không tiến công dọc theo tiền tuyến, nhưng cố thủ trong các khu vực do họ kiểm soát gây khó khăn cho quân đội Ukraine khi di chuyển về phía đông và nam, các quan chức Ukraine cho biết hôm thứ Năm. Phần lớn hoạt động quân sự của Nga tập trung vào các cuộc không kích làm hư hại cơ sở hạ tầng ngũ cốc ở cảng Izmail, sông Danube của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng của họ đã phá hủy một máy bay không người lái của Hải quân Ukraine đang cố tấn công một tàu chiến Nga, hộ tống một tàu dân sự ở Hắc Hải. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết các lực lượng Nga đã cố gắng khá kiên trì để ngăn chặn bước tiến của quân Ukraine trong khu vực Bakhmut nhưng không thành công. Cô cho biết các lực lượng Nga đang tăng cường lực lượng dự trữ và thiết bị ở ba khu vực xa hơn về phía Bắc, nơi giao tranh ác liệt cũng đã được báo cáo trong những tuần gần đây. Những câu chuyện trái ngược về hai người lính bị thương được tìm thấy trên chiến trường Ukraine. CNN có bài tường trình nhan đề Contrasting Stories of Two Injured Soldiers Found on Ukraine's Battlefield, nghĩa là những câu chuyện trái ngược về hai người lính bị thương được tìm thấy trên chiến trường Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ của phần trình bày của Thảo Ly. Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy người lính Ukraine bị thương, Serhii đang chờ giải cứu sau khi bị tách khỏi đơn vị của mình. Anh ta nhìn lên bầu trời, thấy một chiếc máy bay không người lái và nghĩ rằng nó có thể ở đó để kết liễu anh ta. Nhưng thay vào đó, nó đã cứu anh ta. Serhii đã bị tách khỏi đơn vị Ukraine của mình và nằm với vết thương ở chân trái và một lỗ trên ngực. Một trong nhiều thương vong mà Ukraine phải gánh chịu trong cuộc tấn công khó khăn ở phía Nam nhằm vào các công sự của Nga. Đoạn phim quay bằng máy bay không người lái cho thấy anh ta phủ phục trên đất, lăn lộn trong đau đớn và nhìn lên khi nghe thấy tiếng kêu của chiếc máy nhỏ bé. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình và tôi đã làm thế, kể cả khi nằm đó dưới ánh mặt trời chói chang, anh nói với CNN. Tôi nhận ra rằng mình đã ở quá gần người Nga và bạn thậm chí bắt đầu nhìn khẩu súng của mình theo một cách khác, anh ta nói, ám chỉ rằng anh ta sợ bị bắt. CNN đã nói chuyện với Serhii từ giường bệnh của anh ta và không sử dụng họ của anh ta vì sự an toàn của anh ta. Nhưng chiếc máy bay không người lái ban đầu được giao nhiệm vụ giám sát tiền tuyến đã phát hiện ra anh ta. Chỉ là một chấm trắng trên cánh đồng xanh và miệng núi lửa đen kịt. Những người điều khiển nó đã nhanh chóng làm hết sức để cứu anh ta. Chiếc máy bay không người lái đã quay về rồi trở lại và nước, thuốc và thậm chí cả ghi chú về cách sử dụng nó. Hình ảnh do CNN thu được cho thấy nó cất cánh và hạ cánh phía trên Serhii. Máy bay không người lái của Nga luôn là mối đe dọa thường xuyên ở tiền tuyến và vì vậy
Sự xuất hiện của máy bay không người lái Ukraine lúc đầu là nguyên nhân gây hoang mang. Serhiy nói, trong suốt thời gian tôi đang bò, một chiếc máy bay không người lái luôn lơ lửng phía trên. Tôi không nhận ra đó là bạn hay thù. Đó như là một cuộc xổ số. Tuy nhiên, sau khi túi thuốc và chai nước, thuốc rơi xuống, cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy phản ứng nhẹ nhõm của Serhiy. Anh ta giơ ngón tay cái lên với những người điều khiển chiếc máy bay. Thuốc đã cho anh ta đủ lực để anh ta có thể bò lùi đến nơi an toàn. Ngay cả khi nhìn từ trên cao, cảnh quay vẫn cho thấy sự đau đớn trên khuôn mặt mà anh ta đã phải vượt qua để làm được điều đó. Các quân y đã cứu tôi khi họ tìm thấy tôi. Rất ngạc nhiên khi tôi sống sót được 2 ngày với một lá phổi bị đâm. Anh nói, Serhiy cho biết trải nghiệm này đã khiến anh ta đánh giá lại cuộc sống và những ưu tiên của mình. Đồng thời, anh ta sẽ trở lại quân đội nếu cần. Eugene, người điều khiển máy bay không người lái từ lực lượng vệ binh quốc gia số 15, nói với CNN rằng họ không muốn bỏ lại bất kỳ ai ở tuyến đầu. Anh nói, mỗi mạng sống đều quan trọng đối với chúng tôi. Tôi không thể sống với chính mình nếu bỏ mặc ai đó trên cánh đồng. Quân đội Ukraine phát hiện ra chỉ huy người Nga, có lẽ chỉ cách đó vài dặm, trong cùng một cuộc phản công ở phía Nam. Một số phận khác đã mở ra cho một chỉ huy người Nga và đơn vị của anh ta. Đoạn phim do lực lượng vệ binh quốc gia số 15 của Ukraine cung cấp cho thấy cuộc tấn công dữ dội mà lực lượng của họ đã tiến hành nhằm vào một vị trí ở đâu đó ở phía Nam, Orykhiv. Cuộc tấn công buộc đơn vị Nga phải rút lui, nhưng không có chỉ huy của họ. Anh ta đã bị thương do trúng đạn pháo. Vài giờ sau, quân đội Ukraine tiến vào chiến hào mà quân Nga đã bỏ lại và tìm thấy chỉ huy còn sống nhưng bị thương ở cơ thể và mặt. CNN không nêu tên đơn vị hoặc chỉ huy của Nga vì sự an toàn của họ. Technik từ lực lượng vệ binh quốc gia số 15 đã tham gia vào cuộc tấn công và mô tả việc tìm kiếm chỉ huy. Chúng tôi đã nói, đừng cố làm bất cứ điều gì, nếu không, bạn sẽ chết. Và anh ta yêu cầu chúng tôi bắn anh ta. Technik cho biết, các đơn vị được lệnh cứu các tù nhân Nga để họ có thể đổi lấy những người Ukraine bị bắt. Anh ta là đối phương, và tôi không có mong muốn đặc biệt nào để cứu anh ta. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, và họ có người của chúng ta, và chúng ta có thể trao đổi tù nhân. Câu chuyện của người Nga về số phận của người chỉ huy. Tuy nhiên, những câu chuyện về số phận của người chỉ huy lại kể một câu chuyện khác ở Nga. Ở đó, theo báo cáo của phương tiện truyền thông, CNN đã thấy anh ta được tuyên bố là đã chết và được truy tặng huân chương. Không rõ liệu quân đội Nga có biết viên chỉ huy này còn sống và Ukraine đã thông báo rằng anh ta là một tù nhân. Cross, chỉ huy đơn vị vệ binh quốc gia số 15 thực hiện vụ tấn công cho biết, là một con người, tôi bị sốc khi họ bỏ mặc anh ta. Nhưng là một người lính, tôi biết đối phương của mình và tôi biết đó không phải là một thông lệ hiếm gặp đối với họ. Máy bay không người lái Ukraine tấn công Nga có 3 mục tiêu chính. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Ukraine drone strikes on Russia have 3 key objectives. Nghĩa là máy bay không người lái Ukraine tấn công Nga có 3 mục tiêu chính. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở trung tâm thủ đô của Nga cho thấy Ukraine đang gây tổn thất tâm lý đối với Nga, nhưng cũng theo đuổi các mục tiêu quân sự khôn ngoan khi xung đột kéo dài. Hôm thứ Ba, Bắc Tư Khoa đổ lỗi cho Kyiv về đợt tấn công thứ hai bằng máy bay không người lái ở thủ đô trong vòng 3 ngày, coi đây là một cuộc tấn công khủng bố. Trong cuộc tấn công, một máy bay không người lái đã làm hư hại một tòa nhà cao tầng ở khu tài chính của thành phố Bắc Tư Khoa. Tòa nhà cũng bị tấn công trong cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái vào hôm Chủ nhật. Tòa nhà là trụ sở của một số bộ của chính phủ Nga. Xung quanh việc nhận trách nhiệm về vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật nói rằng dần dần chiến tranh đang quay trở lại lãnh thổ của Nga. Trong các bình luận sau đó từ cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, một phát ngôn viên cho biết người dân Bắc Tư Khoa nên hiểu rằng các máy bay không người lái tấn công lãnh thổ Nga là hậu quả trực tiếp
của cuộc chiến tội phạm đẫm máu khủng khiếp mà chính phủ của họ đã gây ra. Các chuyên gia nói với Newsweek rằng, các cuộc tấn công là một thông điệp mang tính biểu tượng rõ ràng, nhưng chúng cũng có thể tiết lộ các mục tiêu chiến lược trong một cuộc xung đột chưa thấy hồi kết. Và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có khả năng tiếp tục tấn công cả các mục tiêu cụ thể của Nga lẫn các tiêu đề trên báo chí. Justin Brown, nhà nghiên cứu cấp cao về sức mạnh không quân và công nghệ tại Viện Nghiên cứu Royal United Service Institute, có trụ sở tại London, nói với Newsweek, sẽ có một tác động tâm lý có chủ ý đối với giới lãnh đạo Nga và có khả năng là quảng đại dân Nga. Chuyên gia vũ khí và công nghệ David Hampling lưu ý rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kiên quyết viện dẫn những hành động của Điện Cẩm Linh ở Ukraine như một chiến dịch quân sự đặc biệt, thay vì thừa nhận rằng Nga là một quốc gia đang có chiến tranh. Ông nói với Newsweek rằng, các cuộc tấn công vào thủ đô của Nga sẽ khiến người dân Mạc Tư Khoa ngày càng cảm thấy họ đang có chiến tranh, nghĩa là họ sẽ yêu cầu được biết tại sao họ không được bảo vệ. Samuel Bendit, một nhà phân tích nghiên cứu của Trung tâm Phân tích Hải quân, cho biết thêm. Truyền thông nhà nước Nga cũng đưa tin rằng những cư dân làm việc trong khu tài chính hiện đang ở nhà, thay vì mạo hiểm đến khu vực này. Ý định rằng sau việc đánh tháp hai lần vẫn chưa rõ ràng, các mục tiêu phi dân cư như khu phức hợp thành phố Mạc Tư Khoa, khác với mô hình tấn công vào các cơ sở quân sự hoặc căn cứ của Ukraine, gợi ý cho một số chuyên gia rằng hệ thống phòng thủ và gây nhiễu của Nga đã ngăn máy bay không người lái tấn công các mục tiêu này. Tuy nhiên, những cú va chạm liên tiếp vào tháp IQ, tên gọi của tòa nhà, là một tuyên bố tâm lý rất thông minh. Chuyên gia về máy bay không người lái ở Anh Steve Wright gợi ý, nó cho thấy khả năng thích ứng vào tháo vát của Ukraine đang tăng lên theo cách mà người Nga không thể hy vọng sánh kịp, đồng thời gây ra nguy cơ thương vong dân sự ở mức tối thiểu, ông nói với Newsweek. Không ai mong đợi người Nga bị ném bom sẽ khuất phục bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Mạc Tư Khoa. Nhưng thông điệp rõ ràng gửi tới người dân rằng chiến tranh sẽ không kết thúc và một cách thông minh để khiến mọi người biết và không hài lòng với nó, Wright nói. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không chỉ tạo ra một cú đấm tâm lý mà còn thể hiện với Nga và thế giới về việc Ukraine đang sản xuất công nghệ máy bay không người lái mới hiệu quả nhanh như thế nào. Các cuộc tấn công ở Mạc Tư Khoa là một chiến công ngoạn mục, Wright nói thêm. Nó đã chỉ ra rằng những kẻ tấn công đã có thể xây dựng, thử nghiệm và triển khai các cỗ máy này theo từng đợt hàng chục chiếc. Đây là một kỳ tích khác của công tác hậu cần và tổ chức. Các chuyên gia đã lập luận trong suốt cuộc chiến rằng khi công nghệ này phát triển, máy bay không người lái tấn công theo bầy sẽ gây ra mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với hệ thống phòng không áp đảo. Nhưng các cuộc tấn công bầy đàn thực sự vẫn chưa được nhìn thấy giữa các lực lượng ở Ukraine. Bendit cho biết, mặc dù những máy bay không người lái này không mang theo đầu đạn lớn, nhưng đã có một số thiệt hại nghiêm trọng ở khu vực thành phố Mạc Tư Khoa. Nhưng ngay cả một lượng nhỏ chất nổ cũng có thể tác động lớn khi được đặt đúng chỗ, Hampling nói. Ông nói thêm, biết rằng một máy bay không người lái có thể tấn công bất kỳ tòa nhà nào với hàng trăm pound thuốc nổ sẽ bị buộc Nga phải thực hiện các biện pháp sâu rộng để bảo vệ các cơ sở quân sự và chính phủ. Các chuyên gia đã gợi ý rằng, cho dù chỉ một trong những máy bay không người lái này chọc thủng được hệ thống phòng không của Nga, thì điều đó cũng là một thành tựu khá lớn đối với những người dàn dựng các cuộc tấn công. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem khả năng chống chịu của những máy bay không người lái này, hiện được gọi là máy bay không người lái Beaver, trước hệ thống tác chiến điện tử và gây nhiễu của Nga. Tuy nhiên, những cuộc tấn công này cho thấy Ukraine đang trong giai đoạn đầu phát triển các loại vũ khí này và sẽ nhanh chóng cải tiến công nghệ sau những cuộc tấn công này. Ukraine mới chỉ bắt đầu sản xuất một số lượng đáng kể máy bay không người lái tấn công tầm xa và chắc chắn là đã học được nhiều điều từ những cuộc tấn công đầu tiên này, Hampling nói. Sau đó, Ukraine có thể tìm cách tấn công vào các nguồn cung cấp điện và mạng viễn thông của Nga, ông nói thêm. Một cuộc tấn công có tổ chức và phối hợp tốt hơn vào Mạc Tư Khoa trên quy mô lớn hơn có thể đạt được nhiều kết quả quan trọng hơn. Các câu hỏi vẫn là liệu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một số mục tiêu nhất định hay liệu chúng có đi chệch khỏi điểm đến ban đầu do hệ thống phòng thủ của Nga hay không? Hampling nói, tấn công cùng một tòa nhà hai lần cho thấy việc tấn công khá chính xác và với tư cách là một cơ sở của cơ quan chính phủ cấp bộ. Nó có thể có một số giá trị như một mục tiêu cụ thể. Nếu Nga rút một số hệ thống phòng không khỏi Ukraine để bảo vệ thủ đô, thì điều này tất nhiên sẽ là một thành công lớn đối với Kyiv, Hampling nói. Tuy nhiên, nỗ lực chiến tranh của Nga được nuôi dưỡng bởi các căn cứ, cơ sở quân sự và các mục tiêu quân sự đáng giá trên khắp đất nước, Bendit nói.
Tại sao những địa điểm này không được tấn công với cường độ tương tự như Mạc Tư Khoa? Anh ta nói thêm. Ukraine đã nhiều lần sử dụng hỏa tiễn do phương Tây cung cấp để nhắm vào các căn cứ đạn dược hoặc kho vũ khí của Nga. Nhưng máy bay không người lái Kamikaze, mặc dù không hoàn thành chính xác chức năng tương tự, nhưng chi phí sản xuất rẻ hơn nhiều và vẫn có thể giáng một đòn mạnh vào mục tiêu. Toàn bộ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và Mạc Tư Khoa cho đến nay có lẽ ít tốn kém hơn một hỏa tiễn siêu thanh Zircon của Nga, nhưng đã gây tiếng vang khắp thế giới, Hàm Linh nói. Ukraine đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Ả Rập Saudi. Nhà lãnh đạo văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết nhóm của ông đang chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới ở Ả Rập Saudi. Chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cuộc họp thứ hai ở cấp cố vấn an ninh quốc gia và cố vấn chính trị cho các nhà lãnh đạo của các quốc gia ở Ả Rập Saudi. Ông cho biết nó sẽ được dành cho các nguyên tắc chính của hòa bình dựa trên công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông nói thêm, chúng tôi liên lạc thường xuyên với các đối tác của mình. Yermak cho biết, mục tiêu của Kyiv là mở rộng hội nghị thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức tại Copenhagen vào tháng 6. Tăng số lượng người tham gia bao gồm các quốc gia từ Á Châu, Phi Châu, Trung Đông và Mỹ Latin. Ông nói, mục tiêu của chúng tôi ở Ả Rập Saudi là phát triển một tầm nhìn thống nhất về công thức và tìm ra khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu trong tương lai. Chúng ta cần khôi phục trật tự thế giới, luật pháp quốc tế và thiết lập một nền hòa bình công bằng dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các điều khoản của Ukraine. Kế hoạch hòa bình. Zelensky đã trình bày công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine cho các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia vào năm ngoái. Các bước này bao gồm lộ trình dẫn đến an toàn hạt nhân, an ninh lương thực, một tòa án đặc biệt xét xử các tội ác chiến tranh của Nga và một hiệp ước hòa bình cuối cùng với Mạc Tư Khoa. Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 sử dụng tất cả quyền lực của mình để làm cho Nga từ bỏ các mối đe dọa hạt nhân và thực hiện trần giá đối với năng lượng nhập khẩu từ Mạc Tư Khoa. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất ở Odessa là một cuộc tấn công vào an ninh lương thực toàn cầu, Zelensky nói. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng Odessa là một cuộc tấn công vào an ninh lương thực toàn cầu và kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp. Những kẻ khủng bố Nga một lần nữa tấn công các cảng, ngũ cốc và an ninh lương thực toàn cầu, Zelensky cho biết như trên hôm thứ Tư. Thế giới phải phản ứng. Zelensky nói thêm rằng, Nga có thể và phải bị ngăn chặn trước các cuộc tấn công cố tình phá hủy các cơ sở hạ tầng tồn trữ và chuyên chở ngũ cốc của Ukraine ở Odessa. Zelensky cũng khen ngợi các đơn vị phòng không của Ukraine về một đêm anh hùng khác. Sau khi lực lượng không quân Ukraine bắn hạ 23 máy bay không người lái Sa-136-131 của Iran nhằm vào Odessa. Lại một đêm chiến tranh, thêm một đêm phòng không anh hùng của chúng ta. Chúng tôi đang tự bảo vệ mình ở mức tối đa trong khả năng của mình, ông nói. Một số bối cảnh, kể từ khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Hắc Hải vào ngày 17 tháng 7, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào nguồn cung cấp ngũ cốc ở các thành phố quan trọng của Ukraine, bao gồm cả thành phố cảng Odessa. Tháng trước, Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Barbara Woodward cho biết ít nhất 60.000 tấn ngũ cốc đủ để nuôi sống 270.000 người trong một năm đã bị xóa sổ bởi cuộc tấn công dữ dội của Nga. Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 23 máy bay không người lái của Nga nhắm vào Odessa. Lực lượng không quân Ukraine cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 23 máy bay không người lái tấn công của Nga trong đêm, nhưng thừa nhận rằng một số đã vượt qua được và tấn công cơ sở hạ tầng cảng ở khu vực Odessa. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm thứ Năm, mùng 3 tháng 8, phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, đại tá Yuri Itnat cho biết, các lực lượng Nga đã tấn công bằng máy bay không người lái Sa-136-131 của Iran trên bầu trời Odessa, được phóng từ ba hướng Kursk và Primorsko,
Artax của Nga và Chauda ở khu vực Crimea bị Nga tạm chiếm. Các lực lượng và phương tiện của không quân phối hợp với lực lượng phòng không của các thành phần khác của lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy 23 máy bay không người lái tấn công. Hầu hết các Shahed đã bị tiêu diệt ở các vùng Kyiv và Odessa. Thật không may, một số máy bay không người lái do đối phương phóng đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng ở khu vực Odessa. Họ nói thêm, theo nhà lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự ở Odessa, hỏa hoạn bùng phát sau khi các cơ sở cảng bị tấn công, bao gồm cả cơ sở hạ tầng ngũ cốc. Các nhóm dân quân địa phương ở hai khu vực của Nga giáp Ukraine hôm nay đã được cung cấp vũ khí để bảo vệ lãnh thổ của họ khỏi các cuộc tấn công của Ukraine, theo các quan chức địa phương. Các lực lượng dân quân được thành lập ở hai khu vực của Nga vào tháng 12 năm ngoái để hỗ trợ các lực lượng vũ trang, vệ binh quốc gia và cảnh sát, AFP đưa tin. Thống đốc khu vực Kursk phía Tây của Nga cho biết, lực lượng dân quân lãnh thổ của ông đã nhận được lô vũ khí đầu tiên, trong khi truyền thông nhà nước đưa tin rằng các đơn vị ở khu vực Belgorod đã nhận được vũ khí. Cả hai khu vực đã báo cáo liên tục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích từ các lực lượng vũ trang của Ukraine. Thống đốc Kursk Roman Starovoy cho biết, khu vực Kursk đang hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố từ Ukraine gần như hàng ngày. Lô vũ khí đầu tiên đã đến căn cứ. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ tăng lượng vũ khí lên tới 300 đơn vị. Khi Nga đẩy mạnh chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine, khả năng bảo vệ biên giới của Mạc Tư Khoa khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài đã bị nghi ngờ. Vào tháng 5 và tháng 6, các chiến binh thân Ukraine đã vượt biên giới vào vùng Belgorod của Nga, đụng độ với lực lượng an ninh. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.